Ok, chào các bạn. Đây là công việc hàng ngày của mình. Đây là một đàn chim. Các bạn liền cán mà quấy ra như này. Như này. Đó. Bạn để tầm một tốt như này. Nhìn vào hình ảnh quay. Ví dụ như là để sao vào. Ví dụ đứng gần vào. Đó, nhìn rõ chưa? Rồi ok. Đây này, ví dụ như là một con này cho khoảng như này là khoảng 10cc. Đây con này. Con này là nó sắp biết mổ rồi. Các bạn mình mua các mình sẽ bán cho các bạn tầm như này. Đấy, hoặc là non hơn cũng càng tốt. Đấy, các bạn nhìn. Đấy. Các bạn thấy không? Không có gọi là không có vết tích gì cả. Đó, một chú con này là con đực, con này là con đực, con này là con cái. Các bạn nên nót rơm cái này và khoảng 2 ngày các bạn thay rơm một lần thì chim nó sẽ ấm sạch và nó không bị đấy. Ví dụ như như đôi này là các bạn mua về các bạn bón là tốt nhất này. Là chúng sẽ thuần hóa thì trên đây các bạn đã có thể thấy là đây là mình ngăn vách ra như này. Đó, các bạn thôi đứng cao lên con để con nhìn rõ chứ. Thôi không nói nữa. Đây đây tầm bao nhiêu này. Đấy, con thứ ba này, con này là mẹ nó đang nuôi mình bắt ra. Đây con thứ tư này. Đấy các bạn ơi, bón rất đơn giản. Các bạn thấy không? Đây. Nếu các bạn bón thì đấy là tầm, con út. Đúng rồi, tầm diều nó sẽ như thế này. Kéo cổ lên tầm diều như này. Đấy, không được no quá là bộ thực chết. Con út nhất. Còn đây là đôi chim nhật. Chim đây là. Đó. Đây là đôi này là bố mẹ là một Pháp một Nhật thì con của nó cũng ra một Pháp một Nhật. Thì con này là, con này là con bố của con này là con đực thì nó ra màu con này cũng là đực. Đấy, thì con này là con cái. Đấy. Bố con Pháp con Nhật, con nào là con Pháp. Đó. Con nào là con Pháp bố? Con Pháp là con trắng, con Nhật là con màu xám đây. Ok. Nhưng mà con này thì nó lại sẽ màu nhạt nhạt, màu phớt phớt. Nó không ấy như con này. Đấy. Đừng xa ra con. Đấy. Đấy. Đôi này là một đôi rất là đẹp. Các bạn nên đó. Đó. Mồm nó mồ gì nhỉ? Đấy, trắng hồng đấy. Thì các bạn cho xuống. Đó. Tiếp theo là các bạn một ngày các bạn chỉ bón 2 lần thôi. Nên các bạn mua chim non về các bạn bón nó sẽ rất thuần. Đó. Đấy, đến đôi bên này. Ok. Bên này rất là no. Rất là no. Đấy, vậy vị chi là gì? 2, 4, 6, 8, 10. Đấy, đứng cao lên nhìn. Tập trung vào hình ảnh. 4. Không nói linh tinh, đang ghi hình con. Ghi hình để cho các bác xem cho nó đàng hoàng. Đấy. Thì các bạn làm một cái thay như thế này và mỗi một hai cặp thì các bạn để khoảng như thế này để có 4 con. Mẹ cháu kia. 4 con thì nó sẽ ấm, tự nó sẽ sưởi ấm nhau. Đó. Thì mẹ cháu kia kìa. Đây. Ok. Đấy. Đó. Như con này rất là đẹp các bạn nhé. Để bên này mà bố. Rồi để bên này nè. Ok. Đấy, con này là con chim trống này. Đấy, các bạn thấy không? Mình bón rất là đơn giản thôi. Đấy. Như là một cái việc cầu thường ngày thôi. Ngày nước. Ngày các bạn bón 2 lần. Ok. Hàng đây. Thank you.
khuấy lên cho nó đều. Các bạn thò ra thụt vào để cho nó khỏi tắc. Đôi khi nó cũng nó có thể hơi xít. Các bạn nắn nó ra. Các bạn tháo cái này ra. Cái đầu này ra, và nắp vào. Sơ diều đói đói, các bạn căn cái như này là khoảng gì, mỗi ô là 4 con, 3, 4, 12, tổng cộng 4, 12. Pin năng yếu 15 còn lại. Ok, nó vẫn ok, nó vẫn quay rồi. Ok, đây tay bố ở cái tay rồi. Đúng như trên bên này thì các bạn có thể thấy là đây là vãi nhiều đó. Chị à? Bố chim chị à? Ờ. Chim chị. Bỏ ra đây cho nó xem con nào nó còn đói thì mình bón thêm. Tại vì đêm ngủ nó dài. Các bạn thấy là các bạn thấy là vì sao mà đây là cái phần nót rác đó. Chúng chỉ cần thế này thôi. Cái rác các bạn lấy ở ngoài thiên nhiên bình thường khô để hộp như này đó. Các bạn có thể thấy là cái việc tạo ra một dàn chim non như thế này là các bạn có thể thấy là rất là vất vả chứ không phải không. Một cái trại chim mà có khoảng 100 bộ mái mà đẻ liên tục mà biết cách đẻ thì mới ra được nhiều chim chứ không phải là một vài cặp. Mà đặc biệt là dùng lợi dụng tính năng thuần túy của chim Pháp và chim Nhật. Các bạn có thể thấy là trên đây là những cái đôi mà mình có thể thấy là mình khuyến cáo các bạn nên mua chim non đi. Về để các bạn bón như thế này thì rùa chúng sẽ rất thuần đấy. Các bạn thấy tại sao mà chúng lại tự túm vào nhau này? Đấy là cái bản năng là tự những ngày rét như này chúng sẽ tự túm vào. Điều đấy là rất tốt. Nhưng kinh nghiệm của bạn là có khoảng 4 con trong một ngăn thôi thì nó, hoặc là những con bé quá các bạn không nên để gần những con to quá thì nó sẽ đạp vào nhau. Đó, thì các bạn có thể thấy là trên đây là một cái cơ sở chim của mình là thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Rất ưu tiên các bạn mua giống tại cơ sở mình. Nếu như khách hàng mua quen lần hai chúng mình sẽ có sự hỗ trợ. Và bên mình sẽ giao hàng toàn miền Bắc, toàn quốc. Đặc biệt là các bạn cố gắng tìm đến một cái nhà xe ở, ví dụ như bạn ở Thái Bình thì các bạn ra cái tuyến xe gần các bạn lên Mỹ Đình, lên Hà Nội, lên Gia Lâm, Giáp Bát hay Nước Ngầm, các bến xe ở trung tâm Hà Nội thì các bạn gửi tiền qua các nhà xe thì bên mình sẽ giao hàng miễn phí tại trung tâm Hà Nội. Còn từ trung tâm Hà Nội về đến nhà các bạn thì các bạn trả tiền riêng cho nhà xe và mình sẽ làm việc thẳng với nhà xe luôn. Cái điều đấy là cái điều rất tốt, tại vì là năm vừa rồi mình cũng phát triển một cái sự việc là mình cũng có thể là mình đưa cho nhà xe chim, xong là các bạn ở nhà các bạn nhận được, các bạn gửi tiền cho nhà xe nhưng mà sau một vài lần thì nhà xe họ chậm tiền rồi có những cái nó bất cập đối với mình, nếu nhiều quá mình không quản lý được. Thì các bạn có thể thấy là các bạn nếu muốn tìm được những đôi chim giọng thổ hoặc là những con chim có phong cách riêng, giống chim lạ, không địa chỉ nào hơn ngoài địa chỉ ở cơ sở sản xuất chim giống chim cu gáy của mình. Một lần nữa mong các bạn có thể tiếp tục đăng ký và đón nhận
ở cái video tiếp theo để mình tiếp tục ra những video tới, làm sao đưa những con chim cu gáy đi khắp mọi miền Tổ quốc của Việt Nam để tạo ra những con chim chơi rất là hay. Bây giờ các bạn có thể thấy là đây là cậu bé còn rất là ít tuổi, là con dài, cậu ấy cũng chả nghe nào nhưng cậu rất thích chim. Đó. Ăn bắt chim đi, bắt chim đi, này. Bắt chim nhanh, nhanh, ở đấy, giơ hai tay ra, giơ hai tay ra, hai tay giơ ra, ô, chết 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 không được bóp, ngồi xuống, nào ngồi xuống. Thì các bạn lưu ý là trong quá trình về các bạn nuôi thì các bạn nên cẩn thận khéo léo, tránh mèo, tránh nó nóng quá hoặc là tránh mất vệ sinh. Thế là, và đặc biệt là cái cám thì các bạn nên lấy cái cám gà loại 1 đến 2 ngày tuổi, nghiền nhỏ và không được để nghiền nhiều quá nó mốc. Sau đó là các bạn dùng xi lanh như thế kia. Đấy, các bạn ngày sáng ra các bạn chuẩn bị làm bơm một lần, tối về bơm một lần, sau khoảng một thời gian ngắn các bạn sẽ có được một đôi chim nó biết mổ và rất là thuần các bạn nhé. Không biết nói gì hơn, cũng mong các bác cao tuổi, các chú và các anh em trên diễn đàn chim cu gáy hay của YouTube kênh của mình, mình tên là Thao, năm nay cũng gần 40 tuổi rồi nhưng mà mình rất thích chia sẻ cái chủ đề về con chim cu gáy này. Mong rằng các bạn có thể đến xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội để được tham quan cái mô hình của mình và mình sẽ phân phối toàn quốc. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hãy đăng ký kênh để đón nhận những video tiếp theo. Số điện thoại liên hệ là 01635305982. Zalo mình đăng ký bằng số điện thoại thì 01635305982. Facebook của mình là Chim Cu Gáy Hay, YouTube của mình là Chim Cu Gáy Hay. Chào tạm biệt.